31. Hòa Thượng Giảng vào tháng riêng năm 1983, chứng đạo ca của Ngài Vĩnh Gia Huyền Giác nói rất rõ, ta mạt pháp, ác thời thế, chúng sinh vô phước, nan điều chế, khứ thánh viễn hề, tà kiến thâm, ma cường pháp nhược, đa oán hại, văn thuyết như lai đốn giáo môn, hận bất diệt trừ linh ngõ toái. tạm dịch than ôi mạt pháp thời thế ác chúng sinh phước mỏng khó điều phục ra cách hiền thánh tà kiến sâu ma mạnh pháp yếu nhiều ác tạ nghe như lai truyền pháp đốn tu tiếc chẳng nghiền tan như ngói bể than ôi là lời bày tỏ qua tiếng thở dài tiếc nuối cho thời mạt pháp thời đại ác xấu, có nghĩa là thời này có rất nhiều ma quỷ và sự đồi bại, rất nhiều loài quỷ quái đều xuất hiện khắp nơi. Computer là một loại yêu quái lớn nhất. Máy truyền hình là loài yêu quái nhỏ, loài yêu quái nhỏ phụ trợ thêm cho loài yêu quái lớn, và loài yêu quái lớn trực nuốt tất cả mọi người, nó muốn giành hết công việc của mọi người, đây là thời đại rất ác liệt chúng sinh thật là vô phước đầu óc họ bị khẩn trương căng thẳng suốt từ sáng đến tối số người bị đau khổ vì các bệnh tim gan phổi lá lách và thận những căn bệnh này tấn công vào con người vì họ bị nhiễm độc bởi tà khí họ đã bị ngộ độc quá sâu nặng quý vị cứ nghĩ rằng xem truyền hình nói chuyện qua điện thoại nghe radio và chơi bằng computer là tốt nhưng quý vị không nhận ra sự tổn hại từ tim gan phổi lá lách thận do những thứ này gây ra nó khiến cho con người sống không ra người ma chẳng ra ma đó là dấu hiệu thế giới bắt đầu trở nên tệ hại chúng ta sinh ra trong một thời đại mà chúng sinh thiếu phước báu và khó giáo hóa quý vị có thể khuyên họ đừng xem truyền hình đừng nghe radio nhưng họ cứ nài nỉ được làm những chuyện ấy bảo họ đừng nghe nhạc nhưng họ chỉ giả vờ vâng lời thật không dễ giáo hóa những chúng sinh điên đảo trong thời đại khủng khiếp này xa cách thánh hiền, chúng sinh đời này không gần gũi được với chư Phật, chư hiền thánh, tà kiến sâu, mọi người đều mắc phải tà chi tà kiến, không ai có được tránh chi kiến mà tà kiến thì quá sâu dày. Ma mạnh pháp yếu, thời đại này thế lực ma quỷ thì thịnh vượng, còn chánh pháp thì rất yếu, nhiều ác tệ, ông hại tôi, tôi hại lại ông, họ làm hại lẫn nhau không dừng nghỉ nghe như lai truyền pháp đốn tu nếu họ có nghe nói đến chánh pháp nhãn tạng của đức phật hoặc pháp môn đốn giáo họ tiếc chẳng nghiền tan như ngói vỡ họ chán ghét phật pháp dữ dội như thế chúng ta hiện nay đang ở trong tình hình như thế vậy đó cho nên tăng ni ở bạn phật thành không sắm radio truyền hình hay cassette ở phòng riêng chúng ta nên từ bỏ những thứ ấy dù chúng ta có bận rộn đến mấy đi nữa chúng ta nên tham dự thời khóa tụng kinh sáng và tối chúng ta không nên vắng mặt trong những khóa lễ này nếu quý vị là cư sĩ không thực hiện buổi lễ ở chùa thì quý vị lễ phật tụng kinh sám hối và tham cứu phật pháp ở nhà mình đừng nên phí thời gian xem truyền hình nghe radio khiến chúng ta chẳng khác gì người thế tục bên ngoài sinh hoạt ở vạn phật thành khác với thế giới bên ngoài chúng ta không nên để cho dòng thế tục chuyển hóa mình quý vị ở vạn phật thành nên trí tâm hết lòng cầu học phật pháp đọc tụng tham cứu và hành trì những đạo lý trong kinh phật nếu quý vị thuộc được kinh thủ lăng nghiêm điều ấy làm cho tôi rất hoan hỉ ngay khi ở nhà các vị cư sĩ nên đọc tụng kinh thủ lăng nghiêm kinh pháp hoa kinh hoa nghiêm Mục đích quý vị là gì? Nếu đến vạn Phật Thành mà không hiểu được Phật pháp chút nào cả, thật là vô ích. Nếu quý vị không hiểu được gì cả và không có ý kiến cả khi người ta thảo luận thì thật là đáng tiếc khi quý vị đến đây.